Trồng cây rất là cực, nhưng có loại đất này thì trồng bao ghiền luôn ạ. Lại cái thói đam mê trồng trọt mà dù nắng hay mưa em vẫn làm các bác ạ. Mỗi tội em ngại cái khâu trộn đất lắm luôn, nên mua được bao đất organic 3-1 màu xanh lá cây, có chứa đất thịt rồi á thì đụng cây gì em cũng trồng vô hết trơn hết trọi á, bởi vì em thấy nó dễ như bánh luôn. Đất sạch organic này được cái là dù có chứa đất thịt nhưng vẫn giữ được độ thoáng xốp của đất chứ không bị dẻ hay là chặt đất. Các bác nhìn nè, cơ cấu đất rất là dễ thoát nước, không sợ bị ngập úng đâu. Hạt đất tròn đẹp, trông rất màu mỡ vì đã có hòa trộn sẵn các loại phân hữu cơ nên mình chỉ việc đổ ra và trồng mà không cần phải bổ sung thêm phân bón. Em nói chứ làm nông đã cực lắm rồi, các bác vì tiết kiệm mà tự trộn đất, phải mua tro trấu, xơ dừa, phân bón, đất thịt về để trộn, đã cực lại càng cực thêm mà chưa chắc đã tiết kiệm hơn nhé. Và để tìm được đất thịt thì cũng khó và cũng đắt tiền nữa, trong khi đất 3-1 này có đầy đủ thành phần cần thiết để bộ rễ phát triển tốt, nuôi cây khỏe mạnh ngay từ đầu luôn. Các bác chỉ đổ ra và gieo hạt hay trồng cây con hoặc trồng cây ăn trái đều ổn cả. Ở đây thì em bắt đầu trồng hẹ nè. Chỉ việc ghim gốc hẹ vào chậu, lắc nhẹ cái chậu cho những hạt đất thoáng xốp nó rớt đầy bao quanh cái gốc chậu, thế là xong. Rồi bây giờ em sẽ trồng cây cần tây. Mấy cái cây cần tây này thì bộ rễ nó đang rất là yếu, khi mà nhổ lên nó thì nó bị đứt rễ, cho nên là trồng bằng đất 3-1 thoáng xốp sẽ giúp cho bộ rễ mau bén trở lại. Đây em có mấy cái củ hành ba chài đã cắt tỉa rồi, giờ thì chỉ cần cắm nhẹ vào đất tơi xốp và đã có đầy đủ dinh dưỡng thì 2 tuần sau là đã có thể thu hoạch được rồi, mà không cần phải bón thêm phân bón gì nữa cả. Mấy cây bí đỏ sau khi mình gọt trái nấu canh thì gieo hạt ra đây mới có 5 ngày mà mọc quá trời cây con. Trồng bí đỏ bằng giá thể có chứa đất thịt thì còn gì bằng nữa. Làm sao để việc làm vườn được tiện lợi, ít tốn thời gian và công sức thì các bác mới có thể theo đuổi cái niềm đam mê này được lâu bền, đúng không ạ? À? Bây giờ thì mình đổ thêm đất để sang chậu cho mấy cái cây ớt ngọt nữa. Trồng ớt mùa mưa dễ bị úng, thối rễ, rụng lá. Bởi vậy chọn đất tơi xốp mà vẫn đủ ẩm, đầy đủ dinh dưỡng là rất quan trọng đấy ạ. À. Cây ớt rất là khó tính, cũng như những cây khác. Em chỉ đặt cây vô, cho thêm đất và lắc đều chậu, chứ không cần nén chặt là cũng ổn rồi. Có một bao đất mà em trồng hành, trồng hẹ, trồng bí đỏ, trồng ớt, trồng cần tây, đủ cả. Bởi vì em biết rằng cái đất này là phù hợp cho tất cả các loại rau củ quả trong vườn phát triển. Sản phẩm này đã có giấy chứng nhận là đạt tiêu chuẩn chất lượng về đất trồng sạch và an toàn, nên các bác có thể yên tâm mà sử dụng nhé. Nãy giờ trồng hết một bao đất mà được gần 30 chậu, đặt bích cái giếng trời luôn. Một bao đất từ 11 đến 12 kg, thật rất xứng đáng để bỏ ra mua. Sau 1 tháng trở lại thì các bác xem em có gì nè, trồng bằng đất 3-1 không bón phân. Những chậu ớt ngọt đang bắt đầu ra hoa rồi. Em cũng có trồng thêm mấy chậu mồng tơi để nấu canh ăn cho mát nè. Mấy cây cần tây thì bén rễ và phát triển cực kỳ tốt luôn. Hành lá còn hơi bé, trông yếu ớt chưa thể thu hoạch được. Nhưng hẹ thì đã thu hoạch một đợt rồi. Hẹ trồng bằng gốc thì cực kỳ dễ luôn các bác ạ. À. Và 2 tuần là có thể thu hoạch một lần. Mấy chậu bí đỏ mà hôm trước em trồng á, thì nó to quá cho nên đã xuống giống rồi. Còn mấy cái chậu này thì mới từ lúc gieo đến lúc trồng, cỡ này là mới có 10 ngày thôi. Nhìn nó cũng xinh xắn và múc míp chưa nè. Bây giờ thì mới là lúc cần bón thêm phân cho cây phát triển mạnh mẽ đây ạ. À. Để mua đất trồng cây Organix 3-1, các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng Vườn Sài Gòn tại 171 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đặt hàng qua số hotline để được giao hàng tận nơi 0909 123409 hay 0827997777. Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Vườn Sài Gòn. Chúc quý khách có những khu vườn đẹp. Xin chân thành cảm ơn.